Em xin chào các bác nhé. Trong video lần này em có một số phần lan chia sẻ các bác mua về làm giống trái hoa. Các bác đặt hàng thì vui lòng liên hệ số điện thoại là 0868825909 nhé. Số điện thoại em để phía bên trên góc bên trái màn hình ạ. Các bác gọi điện nhắn tin hoặc là gọi điện nhắn tin trao đổi qua Zalo đặt hàng nhé các bác nhé. Hôm nay em về cái giống lan là hạc đỉnh đỏ nhé các bác nhé. Hạc đỉnh đỏ và hạc đỉnh vàng đang có ngồng hoa các bác nhé. Về ra xuân các bác treo hoa. Đây, đây là kia lan hạc đỉnh đỏ nhé các bác nhé. Hạc đỉnh đỏ. Em xếp hình như thế này, vẫn như phiên mọi khi thôi, nhưng mà lần này thì nó có ngồng hoa các bác ạ. Đây này, ở những cái lách lá này thì nó đã bắt đầu là ra ngồng hoa rồi các bác. Đây, em vạch cho các bác xem. Đây này, chính là cái ngồng hoa của cây hạc đỉnh đỏ nhá. Cái ngồng hoa của nó dài phải đến gần 1 mét đấy các bác ạ. Đây, đây lá em sẽ để nguyên như thế này. Đây, nếu bác nào mà không ngại cước dày thì em sẽ gửi nguyên cả lá cho các bác. Đây, gập lại một chút này, có những cái lá thì nó sẽ bị gãy, gãy thì em sẽ cắt đi các bác nhé. Đây, cây tươi nguyên này, mới từ rừng về này, dễ giết đầy đủ nhá. Cái này thì rất là dễ sống, về các bác trồng giá thể đất tơi xốp cũng được nhá, hoặc là nếu mà các bác nào kỹ hơn thì vỏ thông trộn với các loại, trộn với một ít đất mùn này, đất mà người ta bán ở các cửa hàng vật tư phân ấy, đấy thì nó rất là tốt. Cái loại này thì nó ưa bóng mát nhá các bác nhá, ưa bóng mát nhá, đừng cho nó ra ăn nắng trực tiếp nhiều đấy. Và trồng bình thường thì cây này nó cũng khá là dễ sống các bác ạ. Lan hạc đỉnh đỏ đấy, về các bác chơi hoa luôn nhá. Đấy, có ngồng hoa rồi, nó ở cái phần lách này này. Mỗi một phần thì em để với giá là 200.000 các bác nhá. Đây, 200.000 một phần nhá, hình số 1 này, 200.000 này đấy. Địa lan hạc đỉnh đỏ nhá. Đấy, lá rất là to nhá. Đấy. Hình số 2 cũng địa lan hạc đỉnh đỏ các bác nhá. Đấy. Cũng hạc đỉnh đỏ đây, 200.000 đây. Cái ngồng hoa đây các bác này, đấy, nó ở trong cái phần lách này và chuẩn bị đâm ra này. Đây, mỗi một cây em sẽ xếp tối thiểu là một ngồng hoa các bác. Đây, 200.000. Đây, đây là người ta đi rừng người ta giữ được cái bộ lá này là quá là lành lặn rồi đấy các bác ạ. Đây, cái này thì em về em sẽ gửi thùng to uốn cho các bác, cái lá nó gập vào. Đây, hình số 2 này, 200.000 các bác nhé. Đây, em sang hình số 3 các bác nhé. Hình số 3 cũng là 200.000. 200.000 hạc đỉnh đỏ. Đây, có những cây thì nó lụ rồi, nó ra mình có thể nhìn thấy vạch ra rồi, nhưng mà có những cây thì lụ nó ngậm bên trong cơ. Đây, đây cái này ở tít ở bên trong cơ. Đây, em cũng không vạch ra, không bới cái này ra. Đây, vạch cái lá này ra. 200.000 hạc đỉnh đỏ. Đây, đây ở dưới này đây thì nó lứt ra như này này các bác này. Đây, nó căng quá nó lứt ra này. Đây, cái cụm rất là to nha các bác nhá. Cụm này có thể trồng được một chậu này. Cái này là do cái con gì nó ăn ấy, chứ không phải là khai thác nó bị hỏng đâu các bác ạ. Đây, nhưng mà chủ yếu là cái thân tơ này là ok này các bác này. Đây, 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 bộ lá rất là đẹp nhá. Về nó trồng một cái chậu to ấy, được hai chậu to đấy các bác ạ. Hình số 3 này, 200.000 này. Hình số 4 thì cũng là 200.000 các bác nhá. Đây, tất cả các hình hạc đỉnh đỏ sẽ là 200.000 hết. Đây, hình số 4 200.000. Đây, hình số 5 hạc đỉnh đỏ cũng 200.000. Đây, củ to như này. Đây, rất là to. Hình số 5 to khủng khiếp luôn này. Đây, cũng là 200.000. Với cái này ra thì sẽ nhìn thấy đây, 200.000 hình số 5. Em sang hình số 6 là lan hạc đỉnh vàng nhé. Hạc đỉnh vàng cũng bắt đầu là có lụ hoa rồi nhé. Đây này, những cái phần này này, đây là một cái cụm củ rất là to. Đây, cụm củ rất là to các bác ạ, và lặng nhé các bác nhé. Đây, hạc đỉnh vàng thì cây nó dài lắm nên là người ta cũng cắt bớt cái phần lá đi. Đây, cái lá hạc đỉnh vàng thì nó như thế này này các bác này, nó chơi lá cũng khá là đẹp. Đấy, nó chấm chấm rồi là thành cái màu vàng như này này. Đây, chấm vàng này này. Đây, bộ lá của cây hạc đỉnh vàng đấy. Những cây con thì còn giữ được, cây to nó cao đến cả mét cơ, đâm ra là nó không vận chuyển được nên người ta phải cắt đi các bác ạ. Đây, đây, lá nó vân nó đẹp như này mà. Đây, hình số 6 này, một cụm to này, khoảng 2, 4, 6, 8, 10, 11 củ này. Em để với giá là 380.000. Đây, có một ngồng hoa, hai ngồng hoa nhé. Một ngồng hoa, hai ngồng hoa. Đây, ba ngồng hoa nhé các bác nhé. Đây, nó sẽ còn ra tiếp nữa đấy ạ.
380.000 hình số 6. Hình số 7. Hình số 7 thì hạc đỉnh vàng nhá. Đây, các bác có thể nhìn thấy ngồng hoa đây ạ. Đấy. Ngồng hoa này thì đảm bảo luôn không phải hư hại gì nhá. Đấy, em sẽ bó rất là cẩn thận cho các bác cái ngồng hoa này. Bây giờ nó đang như thế này còn giữ được các bác ạ. Đây. Hình số 7 này, 180.000 hạc đỉnh vàng. Đấy. Đấy, về các bác này trồng được một chậu rồi. Hoa vàng nhá các bác nhá. Đấy. Cái phần này nó cao quá thì em xin phép là em sẽ cắt bớt đi nhá. Đấy. Em chỉ để thân này cho các bác xem này, cắt bớt đi tại vì gửi nó dài quá mà bên trên thì lá nó cũng đứt rồi. Nó sẽ tốn cước vận chuyển cho các bác và rất là khó đóng gói hàng hóa cũng như bảo quản cái ngồng hoa này. Đấy. Cái ngồng hoa này là cái cần bảo quản hơn. Hình số 7 này, 180.000 này. Hình số 8 này, hạc đỉnh vàng nhá. Một ngồng hoa này, đấy. Hai ngồng hoa này. Đấy. Cái này là ba ngồng hoa này, đấy. Hiện tại đang có ba ngồng hoa nhá, hạc đỉnh vàng đấy. Những củ to như này, 180.000. Hình số 8. Hình số 9. Hạc đỉnh vàng nhá. Đây cái cây các bác có thể xem là cái cây này nó rất là dài và to như này này. Từ cái củ lên này. Đấy nhìn cái bộ lá của nó đẹp không các bác? Em thích cái bộ lá nó chấm chấm kiểu như này, đấy. Vừa chơi hoa, vừa chơi cây, vừa chơi lá, lại thân lại có củ này. Đây một cái ngồng hoa to khủng khiếp luôn này, đây. Ngồng hoa thứ hai này, đấy, nó mọc ở giữa củ luôn nha các bác nhé. Đấy. Cây này cũng có một ngồng hoa này, đấy. Hình này thì em để giá là 180.000 các bác nhé. Hình số 9 đồng giá hết. Hình số 10 cũng là hạc đỉnh vàng các bác nhé. Đấy. Một ngồng hoa này, hai ngồng hoa, đấy. Hai ngồng hoa hạc đỉnh vàng này. Hình này thì em để với giá là 180.000, hình số 10, đây, hạc đỉnh vàng. Em sang hình số 11 thì em có cái loại địa lan tứ thời nhá. Tứ thời là vùng Tây Bắc, vùng Sơn La các bác nhá. Tứ thời này nó khác hoàn toàn so với cây mạc thu. Lá nó sẽ hơi ám và màu và không, có nghĩa là cái lá của nó sẽ không xanh đậm như cái mạc thu nhá. Xanh đậm và nó to như cây mạc thu đấy. Đây tứ thời vùng Sơn La này các bác này. Một phần em để với giá là 150.000 đấy. Hình số 11, 150.000, tứ thời, địa lan tứ thời nhé. Đấy. Cái loại này thì nó rất là dễ sống các bác ạ. Đấy. 150.000, hình số 11. Hình số 12 cũng 150.000, được khá là nhiều nhé các bác nhé. Đó. Địa lan tứ thời, cây xanh tươi cho các bác. Đấy. Và lá nó phải dài đến 50-70 cm các bác nhé. Đấy. 12. 150.000, hình số 13 cũng 150.000 các bác nhé. Hình số 13 cũng 150.000. Đấy, một cụm như này. Đấy. Cụm này. Cái này thì nó ra hoa mùa thu. Mùa thu và có cây nó sẽ ra hai mùa hoa là xuân hạ và thu đông các bác nhé. Đấy. Tứ thời. Đấy, bây giờ cây bắt đầu ra mầm hết rồi. Phải trồng mùa này là quá hợp lý trồng địa lan. Hình số 13, 150.000. Hình số 14 cũng địa lan tứ thời, 150.000 các bác nhé. Đấy. Một khóm này, một khóm này như thế này là các bác có thể trồng được một chậu rồi nhé các bác nhé. Ba khóm này các bác trồng ba chậu luôn. Hàng khóm này không phải hàng tép rời nên là nó dễ sống nhé. Dễ thì vẫn còn xanh tươi luôn các bác nhé. Đây, em bóc này các bác xem này, xanh tươi luôn. Hình 14 này, 150.000 này. Hình 15 cũng 150.000 các bác nhé. Đây. Đấy, như thế này là một chậu luôn rồi. Đây. Cái này nó đẻ rất là khỏe, sang năm các bác có thể chia sẻ được rất nhiều giống rồi. Đây. Tứ thời thì các bác cũng trồng giống như kiểu hạc đỉnh các thứ đây, hoặc là các giống địa lan đây. Các bác có thể trồng đá hoặc là đất cũng được các bác nhé. Nó ưa râm mát hơn. Đây. Hình 15, 150.000. Hình 16 là địa lan bạch ngọc nhé. Hôm nay em có về cái địa lan bạch ngọc này. Mỗi phần em để giá là 150.000. Đây. Địa lan kiếm bạch ngọc thì các bác trồng vỏ thông nhé. Vỏ thông trộn đá, những cái loại đá đá bọt này. Đây. Và cái này thì nó sẽ không trồng đất như kiểu là cái dòng địa lan này. Cái này thì nó bán sân địa hơn, có nghĩa là nó bám cây, nó vẫn bám cây nó sống các bác ạ. Đấy. Nên các bác trồng vỏ thông là hợp lý, vỏ thông trộn đá đấy. Và phải thông thoáng nhé các bác nhé. Đấy. Ưa râm mát này. Địa lan bạch ngọc hoa rất to và đẹp và thơm nhé. Đấy. Đấy. Chỗ này phần 16 là 150.000 nhé. Các bác có một giống lan hoa rất đẹp to, to bằng cái kích thước của lòng bàn tay các bác ạ. Hình 17 này, bạch ngọc này. Đấy. Hình 17 bạch ngọc này, đây này, cái ngồng hoa cũ của bạch ngọc đây này. Quả nó to như này các bác này. Đây.
Hình 17 này cũng 150.000 các bác nhé. Đây. Hình 18 thì có một cái cụm này. Cụm bạch ngọc này cũng 150.000. Đấy. 150.000. Đấy. Thân thì nó cũng bằng như các hàng kia đấy. Đấy. 150.000 hình 18. Đấy. Em sang hình 19 này em còn có về được một ít địa lan mạc thu. Đấy. Lá nó xanh đậm hơn như này. Đấy. Hình 19 100.000 các bác nhé. 100.000 địa lan mạc thu. Đấy. Cây mạc thu nó khỏe lắm. Đấy. Thích nghi mọi khí hậu vùng biển, giống như cây tứ thời đấy này. Hình 20 cũng là 100.000 nha các bác nhá. 100.000 hình 20. Đó. Em sang hình 21 nhá. Hình 21 là lan hài các bác nhá. Hài này chính là hài gấm nhá. Một phần em để với giá 50.000. Đây cây rất là xanh tươi rồi. Đây. Đây nó là hàng rời các bác nhá. Nhưng mà là những cái rễ cây nó rất là tuyển, em chọn ra cho các bác rồi. Đấy. Có những cây thì bắt đầu nó cho ra mèo đấy, đây bắt đầu có mèo đây này, đây. Hình mèo nụ ấy, nụ hoa đấy ạ. Hình 21 này 50.000 này. Hình 22 cũng 50.000 này, đấy. Được khá nhiều các bác nhé. Đây. Về các bác thoải mái trồng luôn, đấy. Cây này có mèo đây này, đấy. Hình nào cũng có mèo, về các bác trồng sớm hay trồng muộn thì nó cũng sẽ ra mèo thôi. 22 50.000. Hình 23 cũng 50.000 nhá. Đấy, 50.000 hết. Các bác có một cái giống lan hài rất là dễ trồng. Cái này các bác trồng đá thấm thủy thì nó rất là hợp này. Đây lụ hoa đây, đây lụ hoa đây, đây, hai lụ hoa liền. Hình 23 50.000. Hình 24 này. 24 cũng 50.000 các bác nhá. Đấy. Tất cả đang gặm lụ hết. Đây. 50.000 hình 24. Hình 25 cũng 50.000. Hình 25 cũng 50.000. Đây. Hình 26 cũng 50.000 các bác nhá. Đấy, hài gấm thì đợt này em về được cũng khá khá. Đây. Cái loại này dễ trồng. 26 50.000 các bác có thể trồng vỏ thông dẫn vụn trộn nhau cũng được. 27 50.000 nếu có đá được thì tốt, hoặc là đá xây dựng vẫn trồng được các bác nhá. Đây. 50.000 hình 27. Hình 28 cũng 50.000 các bác nhá. Về các bác có thể để cấy như kiểu của em để như này này, vào một cái tảng đá ấy, các bác cấy nó dày dày xít nhờ, xong rồi đồng một hướng lá ấy, thì nó sẽ ra một cái cụm nó đẹp nha các bác nhé. Đấy. Chứ không phải hàng rời là các bác trồng nó xấu. Đấy phải cấy như thế. Đây cái có mèo nụ rồi đấy. Hình số 28 này 50.000 này. Hình số 29 cũng 50.000 các bác nhé. 29 cũng 50.000 đây. Hình 30 cũng 50.000 các bác nhá. Hình 30 cũng 50.000 đấy. Hài gấm này. Hình 30 50.000. Em sang hình 31 thì em có cái lan hải kim. Hải kim này là vùng hải kim vùng Đắk Lắk các bác nhá. Đây, rất là dễ trồng nhé. Một phần em để với giá là 150.000. Bác nào mà lấy combo các loại hải thì 50.000 em vẫn sẽ chia ra cho các bác nhá. Hải kim Đắk Lắk. 31 150.000. Hình 32 cũng 150.000 các bác nhé. Đấy. Đấy. 150.000 hình 32. Đấy. Hình 33 cũng 150.000. Đấy. Các bác được khá là nhiều giống. Cây dài kim này nó dễ sống lắm. Bạn. Nó rất là khỏe cây. Nó không giống như các dòng trên Lai Châu. Nó khó tính hơn một chút. Cái hải kim này thì nó dễ sống. Đấy. Hình 33 50.000. Rất là nhiều. Hình 34 là em có cái phần hài giáp này. Em để với giá 50.000 các bác nhé. Về các bác sưu tầm thêm cho đủ bộ combo hài. Hình 34 50.000. Hình 35 cũng 50.000 các bác nhé. Hình 35 cũng 50.000 đây. Được khá nhiều đấy. Em không đếm cây đâu đây. Dễ giết đầy đủ các bác nhé. Hình 36 em có hai cookie. Cái cụm hai cookie nhỏ này. Nhưng mà rất là dày cây này, 50 nha các bác nhé. Đây. Hình 36 khá là đẹp, về ghép trên đá thì tuyệt vời luôn đấy. Hình 37 cụm hai cookie này cũng giá 50.000 nhá, cây to và dài nhá, lá dài nhá. Hình 38 hai cookie cũng 50.000, đấy một cụm như này, về các bác trồng chậu nó khỏe. Đây. Hình 39 cũng là hai cookie nhá, đây. 50.000 này. Cụm như này, rất dày cây, đây. Đẹp. Sang hình 40 là cây hải hương nhé. Đây. Hải hương một phần với giá là 240.000. Đây. Từng này cây này, 240.000. Hình 41 220.000 nhá. Cụ này ba cây này. Một cây này nữa này. Đây. Hình 42 ba cây.
Cây này một mẹ một con 240.000, hình 42, hình 43 cũng một cây, hai cây, ba cây. Cụm này có ba cây liền này, một mẹ và hai con. Hình 43. 240.000, hình 44 cũng 240.000 nhá, một cây này, hai cây này, ba cây này, 240.000. Hình 45 240.000. Đấy, hai cây, ba cây. Em sang hình 46 là lan cẩm báo nhá. Cẩm báo phần này em để với giá là 180.000 các bác nhá. 180.000 cẩm báo thì đã có hoa rồi nhá các bác nhá. Đây. Đây cây này nó ra hai ngùng hoa này, còn những cây khác nó sẽ ra sau đấy. Lá không hề bị lỗi mấy nhá. Đây. Hàng này là hàng chọn rồi, còn cái hàng cẩm báo mà nó dập lát là em đã bỏ đi hết rồi, chỉ lấy những cái cây nó lành lặn như này bán cho các bác thôi. Đấy. Thì các bác mua hàng kg thì lá dập các bác vẫn phải lấy. Đấy. Đấy là em nói cho vuông là thế. Đây, gồng hoa đây, đây. 180.000 hình số 46 này. Đây thì còn cái Hải Vân Lam nữa. Hải Vân Lam 25.000 một cây nhổ chậu nha các bác nhá. Cây mới trồng thôi, cây rất là khỏe. 25.000 một cây nhổ chậu Hải Vân Lam. Hải gấm thuần chậu này. 50.000 một chậu, đóng cả chậu luôn các bác nhá. 50.000 một chậu. Đấy. Đóng cả chậu luôn. Hải giáp thuần chậu 150.000 một chậu nhá. Đây. Hải giáp thuần này 150.000 một chậu này. Trồng bằng đá thấm thủy các bác nhá. Hải hồng nhá. Hải hồng 30.000 một cây nhổ chậu, còn đóng cả chậu là 150.000 các bác nhá. Đấy, hải hồng. Đấy, hôm nay em có từng đấy phần lan, các bác có gì ủng hộ em nhé. À, còn cái mặt hàng đá thấm thủy nữa. Đá thấm thủy thì em bán 200.000 10 cân bao ship. Các bác mua từ 5 cân thì giá là 100.000 các bác nhé. Đá thấm thủy trồng lan hài. Các bác có thể chọn dạng tảng to như thế kia này, về đục xong rồi trồng lên nhé. Hoặc là đá vụn nhé. Đây như em đã gói hàng đá thấm thủy cho các bác này. Đây, em sẽ gửi chậm các bác nhé. Và đơn đá thấm thủy sẽ gửi riêng so với đơn lan này. Gửi đi chậm thì cước nó cũng rất là cao các bác ạ. Đây. Đây thì em xin chào các bác nhé.